À dạ Phong Sông Hốc xin chào cô chú anh chị ha. Thì đây là có ba con bò Ritman. Dạ, cái tên cũng khó nhớ. Đây à, Phong Sông Hốc thấy này, mà một con đực bên kia là con đỏ, bên kia bên cái ha. Với con đang nằm lên trên cái bò Ritman. Thì gia chủ có gợi ý là gả ba chú bò này. Không, với giá là 85 củ phơi mì. Dạ, còn hương lượng hết mà con cô chú ha. Dạ. Bò to khủng bố nhưng mà con chú ha. Đây là anh chủ ha. Dạ chào anh. Anh có thể cho biết bò mình nuôi bao lâu rồi, như thế nào, cao bao nhiêu, khoảng cái dòng đo bao nhiêu anh biết không? Bò thịt đó, mỗi con bao nhiêu anh rành không ạ? Thịt thì mình cũng nuôi, mình cũng chưa có quýnh được cái thịt nên mình cũng không rành mấy. Thì này bò con này, cái này con con này con mới tháng ha. Dạ. Cái giống này hồi đó mình mua ở đâu anh? Giống này đó lúc trước mình cũng có nuôi nhưng mà giống này đó mua ở trên Bến Cát. Trên Bến Cát ha. Mình không nuôi nữa, cái mình bán hết. Cái này cái mình muốn mua lại của một bạn. Bạn cũng làm đó. Nó có cái tên gì anh? Bò này giống bò Ritman. Ritman hả bà con chú ha. Mình phối giống, mọi lần phối giống mình phối giống như thế nào? Cái này mà khi phối giống thì cũng bò đực khả chứ bình thường chứ không phải là mình phối giống kia ha. Dạ. Ui, con bò nó khủng bà con chú ơi. Ôi nó khủng lắm. Dạ, để con cho bóc rơm lại nha. Con này nó cho hiền cái gì hả? Mình thấy nó hiền á. Nó hiền. Nó không phải Phong Số Mốt đi ghi hình mấy con trâu á. Phong Số Mốt quải trưởng lắm. Mà cái bò Phong Số Mốt thấy hình như cái mặt hình như là hơi bị hiền á bà con chứ. Rất là bự con ha. Ôi ôi. Anh có hỏi đón bao nhiêu vậy, nó được bao nhiêu trăm thịt không? Bò này nó không phải trên 200 thịt. Trên 200 thịt hả bà con chú ha. Dạ thì cô chú mình có hiện ý thì gửi con số mốt, con số mốt sẽ hướng dẫn tận tình cho ha. Đây là nay con bé này mấy tháng tuổi, bé đực này? Này con bé này được 5-6 tháng rồi. 6 tháng mà vậy hả? 6 tháng rồi. Trời ơi, màu lớn cũng kiếp mà cô chú. Trời ơi, ở đây là mình cho ăn mình thả đâu mình sao? Thả lan. Thả lan. Thả phí gì cho ăn vậy? Wow. Cái nó giờ cái chiều nó giờ. Mình đâu còn phải tốn gì đâu bà con chú ha. Không có tốn công tốn cỏ gì hết nè. Trời ơi quá ơi là sung sướng. Con này đẻ ra là con nó nặng tầm khoảng 50 kg mà. Trời ơi, con nó không là 50 kg nha bà con chú. Mà nó có cái màu phèn phèn ha, y như là dạng bò phèn ha. Y như bò phèn ngày xưa ấy bà con chú hình ha. Dạ. Ở đây trong sở trưa nắng nó sẽ vô trong sở. Phòng số 1 thấy hình như nó có bấm lỗ tai kìa anh mình. Đúng rồi, có bấm lỗ tai. Có bấm lỗ tai ha. Bấm vào tay bà con chú. Con nào con chị? Đây là chị nha bà con chú. Đây chị nè. Còn ở đây là em phải không? Đây là em. Mà đây là mẹ. Đây là chị. Còn bên đây là em. Thì nó từng lớp vậy nha bà con chú. Wow, chị mà sao mà sừng khủng khiếp quá. Chị này mấy năm rồi? Chị này nay có năm mấy à? Mới có năm mấy mà khủng khiếp rồi. Nó muốn có bầu luôn hả? Hay sao à? Nó muốn có bầu. Nó hôm nay nó cũng đi đợt mà không có thời gian. Mình không có gì ăn lùa đi để thả nọc á. Mình đây mình thả nọc. Mình đây mình thả nọc ở đâu anh mình? Thả nọc ở dưới sớm này nè. Sớm này cũng có nuôi không nhiều luôn ha. Sớm này cũng có một bạn nuôi cũng nhiều á. Bò này đó mình mua lại của một bạn. Mua lại một bạn ha bà con chú ha. Là hết. Trước mình có một trại cũng gần cái 30 con bò này. Trời đất ơi. Mình mới dẹp nó phải gần 2 năm. Ôi mới dẹp khoảng 2 năm mà con chú ơi, giờ còn sót lại nhiêu đây? Nghe nói họ là chủ cũng cưng lắm. Nhưng mà không biết sao thì cũng sao mà đời gã nhưng mà cô chú ha, chứ cũng cưng lắm. Có điện Phong Số Mốt, Phong Số Mốt thì nó cưng lắm nhưng mà điều bây giờ là không biết vì lý do nào đó đặc biệt ha, thành ra phải gã nhưng mà cô chú ha. Thì mà bà con cô chú mình có hiện ý hãy liên lạc Phong Số Mốt ha.
Dạ, trời đất ơi, mới có 6 tháng tuổi mà coi muốn bằng mẹ luôn kìa. Quá khủng khiếp luôn. Cái giống bò này màu lớn. Cái giống nó, mà nó ăn cũng dữ lắm mà nha. Nó nó ăn cũng nó đi ăn ngoài đồng không, mình cũng không có biết là nó ăn nhiều ít chỗ nào, nhưng mà thấy thì nó đi ăn ngoài đồng cứ chiều cái nó đi về cái... nó biết đường về luôn, chiều cái tự động về nhà luôn hả? Ở đây mình có gần cái con sông bé không em anh? Cách cũng khoảng 400 mét. 400 mét nữa hả? Vậy cầu qua cầu quá gần nhau vẫn theo cái bờ ranh này không cho mốt thấy là le nha mọi người. Ngày xưa đó, cái này ngày xưa còn lại chứ giờ hết rồi, giờ nó khóa hết rồi, cũng còn hiếm lắm nha mọi người. Rừng le này ngày xưa giờ mấy chú bò đi giao anh mình đó nó đi vòng vòng ăn nghỉ đã vòng vòng ăn tính ra rẻ nha bà cô của chú ha. Dạ, tính ra cũng giá rẻ. Thì Phong số 1 ghi một con chú trâu vừa rồi thôi là muốn là 60 củ rồi ha. Dạ, con này 85 củ là toàn bộ ba chú. Ba cây một mẹ, một chị, một em. Qua wow, khủng luôn. Là nãy nó mẹ là khoảng hơn 200, hơn 200 hình. Thôi được rồi. Dạ. Và tiếp giờ mấy ảnh đi tìm đường kiếm nước. Dạ. Dạ, dạ, đưa dần dần đi kiếm nước ha. Xuống cái là nuôi khỏi phải chăm, khỏi phải cắt cỏ trang hả, tự động nó đi ăn, kiếm đi ăn được gì ăn. Wow, cũng sướng hả? Này mà mình cắt cỏ trang nữa thì nó mập lắm. Nó thấy nó mập rồi ra mà còn cắt cỏ trang còn mập nữa hả? Rồi, được rồi. Mùa nắng này mà nó mập như vậy. Đúng rồi. Không. Khả Lan á. Khả Lan mập. Mà ở trên đây cũng cái việc mà người ta sát hại trâu bò có không? Người ta bắn hay là không có hả? Ở trên đây vậy là người dân trên đây cũng hiền nha bà con chú ha. Dạ chứ còn dân ở dưới chỗ sư phòng số 1 á. Thì ngày trước cái phòng số 1 thì có bò cũng có nuôi mà bị khắc nhượng rồi bị vô mắt vô đồ. Còn hôm qua thì ghi bị trâu của Pháp á, thì cũng bị vô mắt vô đồ tùm lum nha bà con chú ha. Cũng độc lắm. Thì nói chung thấy cũng tội. Còn ở đây thì người dân ở đây có hỏi hiền hơn và họ không có, anh mình là nói là không có má gì hết. Mấy chú bò cứ đi thoải mái vậy đó, nó giờ đi ra đường đi rồi ban ngoài đường à. Đây đây để coi cái nào rõ rõ con sẽ báo ghi lên kìa. Đó kìa, nó đang đi ngoài á. Đây là em trai Út là nó 6 tháng tuổi rồi. Đất ơi, về nó bao lâu nó sinh một lần anh mình? Bò này thì giống nó 3 năm 2 lứa. 3 năm 2 lứa nhưng mà con chú hả, chứ không phải là mỗi 1 năm 1 lứa hả? Bò nó 51 chứ không phải là 3 năm 2 lứa. Phải là 3 năm 2 lứa chứ không có hỏi nào năm. Để năm 1. Thì năm 1 nào cũng phải là 3 năm 2 lứa. Dạ. Yeah. Cái giống này bò to khủng mà con chú hả, phòng chăm móc từ nào giờ cũng dân, mình cũng dân nhà nông chứ không phải dân gì, nhưng mà cái bò cỏ, bò bô, bò gì cũng thấy, nhưng mà có cái bò này, bò Redmin gì đó là Redmin này là Phong có chưa thấy luôn ha bà con ha. Mới thấy lần đầu luôn á. Dạ. Con bò con nó không mà mới 6 tháng tuổi mà muốn gần bằng. Đúng rồi. Nó bằng cái con bò giống bò cỏ mình rồi. Đúng rồi, nó bằng bò cỏ mình luôn, bự hơn luôn, thấy bò cỏ mình nó có chích ép mà còn xương không à. Nhất là hồi đó Phong sẽ móc thấy bò Lào mà con chú. Bò Lào nó có chích không à. Rồi đó coi. Bò giống bò đực nọc nó khoảng tầm 400 khách. 400 hịch. Đúng rồi. Hay có gì mình thả dưới đây cái mấy bò bạn thì chung là nó thả nạp chứ có gì đâu, đâu cần phải, đâu cần phải tốn tiền có giống gì ha. Không, bạn quen mà. Do công việc mình nhiều quá nên không có thời gian để lùa đi để thả nạp đó. Nói chung là vậy chứ mình giờ ai cũng bận rộn công việc, nhưng mà cô vô chính phòng sống mới cũng biết mà giờ nó khác ngày xưa rồi, không biết làm cái giống gì mà bây giờ thời gian nó không có nữa. Còn ngày xưa thôi rảnh rỗi đồ này kia cái nọ chứ giờ hết rồi, hết rảnh rồi. Giờ cứ thả ra giờ nào là làm việc giờ đó mà vẫn còn chưa đủ ăn nữa chứ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ hai mẹ con là chịu đực hết rồi, mấy bữa nay cũng ngò cũng be ghét mà không có lùi chưa có thả được hai mẹ con chú ha. Dạ. Cái này là mình sang về nhà là có thể là mình mẹ con nào là nó có chịu đực luôn, là dễ như là mình vô lúa nha mà con chú ha. Này nó lóc dạ. Khoảng 15 ngày là nó tự được lại à? Đúng rồi, lóc khoảng 15 ngày trở lực lại. Dạ rồi. Dạ thì đến đây cũng xin kết thúc clip vô cô chú ha. Dạ, con không nói vòng vo nhiều. Dạ chào anh mình ha. Chào anh. Dạ.
Thì đến đây Phong số 1 cũng xin kết thúc clip. Thì cuối clip Phong số 1 xin chúc tất cả bà con cô chú mình tương hết thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và hành tâm công việc. Dạ máy bay xin chào cô chú anh chị ha. Dạ.